ơi bầu. Dạ. Hôm nay bầu đi đâu mà bầu hẹn tôi ở đây có chuyện gì không bầu? Tôi hẹn bầu ra để báo cho bầu một tin vui. Bầu nói đi bầu, bầu nói tôi nghe coi tin gì vậy? Vài bữa nữa là tôi đi lấy chồng rồi đó. Bầu lấy chồng? Rồi. Sao vậy? Mất người yêu chứ sao? Sao nghe lấy chồng mà biết mà quyền quỳ. Về hả? Dạ cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Tôi không có cản đâu ạ.